mọi người, hôm nay Vivi sẽ ăn nem cối đặc sản Thanh Hóa. Mời mọi người ăn cùng Vivi nhá. Nem này đặc điểm của nó là rất là nhiều tỏi nha mọi người. Đấy. Vivi sẽ chấm với tương ớt. Chua, cay, đậm đà, ngọt. Ai mê ăn nem ấy, ăn như này mới đã. Vì rất là thích ăn nem Thanh Hóa luôn. Nem cối rất là ngon luôn mọi người. Chua, gia vị, đậm đà, ngon. Với tín đồ nghiện nem như mình thì nem phải bự như này ăn mới đã nè. Ngon lắm luôn mọi người. Nhẹ nó lại. Ăn một cây này là no luôn đó mọi người. Này mà có sinh tố lúa mạch nữa thì ba phê.